giả với mục tiêu không để gia đình nào vì nghèo mà không có Tết. Từ năm 2013, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thực hiện ăn Tết với người nghèo. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã được tỉnh Hậu Giang duy trì từ nhiều năm qua, là biểu hiện của tinh thần cầu thị và là tấm lòng của Đảng, chính quyền đối với nhân dân, đặc biệt là gia đình chính sách và hộ nghèo. Chương trình hôm nay dành thời lượng ghi nhận hoạt động ăn Tết với người nghèo của lãnh đạo tỉnh trong dịp Tết Bính Thân. Mời quý khán giả theo dõi. Theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, công tác xóa đói giảm nghèo luôn được lãnh đạo cấp phát số tiền. Xã Vĩnh Tường có 164 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,2%. Đây là xã có tỷ lệ hộ nghèo đứng thứ tư của huyện Vị Thủy. Được đón đoàn lãnh đạo của tỉnh, huyện xuống ăn Tết cùng, người dân nơi đây như thấy ấm lòng hơn và dường như Tết năm nay về sớm hơn. Nếu tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, người dân chỉ trình bày những bức xúc, kiến nghị, thì lần gặp gỡ này, người dân lại được bộc bạch những tình cảm sâu sắc của mình đối với Đảng, với chính quyền địa phương. Quan tâm dầu món quà nhỏ hay lớn cũng là một cái quý báu của ở trên quan tâm đến một người dân, là tất cả gia đình diện chính sách hoặc giả là gia đình nghèo. Sự tiếp nhận chân thành những tình cảm mà người dân gửi gắm và những lời chúc Tết ân cần của lãnh đạo tỉnh dành cho người nghèo, gia đình chính sách càng nhân thêm niềm hạnh phúc trong lòng của mỗi người. Bao vất vả của cuộc sống thường nhật dường như tan biến, nhường chỗ cho sự đầm ấm, nghĩa tình như trong chính gia đình của mỗi người. Cùng với các đồng chí lãnh đạo của đoàn đến thăm và gặp lại bà con, gia đình chính sách, gia đình nghèo, không khí đón xuân, rồi cái chăm lo gia đình chính sách của địa phương, từ tỉnh cho đến cơ sở thì các đồng chí làm rất tốt. Cho nên đây là một việc mừng mà có thể nói là trách nhiệm của lãnh đạo của tỉnh, của huyện, của xã từ trước đến nay cũng thế. Cái đầu tiên là chúng ta chăm lo cho gia đình chính sách, rồi xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, rồi chăm lo cho hộ nghèo. Đây là một việc làm là thuộc về trách nhiệm của các cấp lãnh đạo. Tết năm nay, tỉnh đồng loạt tổ chức ăn Tết với gia đình chính sách, đồng bào tôn giáo, dân tộc và hộ nghèo tại 6 điểm của 3 huyện là Vị Thủy, Phụng Hiệp và Long Mỹ với khoảng 1.800 hộ. Ngoài ra, mỗi địa phương đều chọn từ 1 đến 2 xã phường thị trấn để tổ chức điểm. Mỗi xã phường thị trấn đều chọn ít nhất từ 1 đến 2 ấp, khu vực để tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết cho hộ nghèo và hộ gia đình chính sách. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ quà, nhu yếu phẩm cũng bắt đầu từ giữa tháng Chạp với sự tham gia của nhiều cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh. Tại xã Tân Phước Hưng của huyện Phụng Hiệp, gần 250 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Bính Thân cùng với bí thư tỉnh ủy. Nhiều người đã vượt hàng chục cây số để được cùng với lãnh đạo tỉnh đón một cái Tết đầm ấm. Năm nay, người dân ở đây đã có một vụ mía ngọt, được lãnh đạo tỉnh quan tâm chăm lo Tết, hạnh phúc lại càng được nhân lên. Vui mừng, hồi mà mấy chục năm nay mới có chúc Tết, xã mới, tỉnh ủy của mình chúc Tết với huyện đều chúc Tết là vui mừng nha tôi. Năm nay thì được quan tâm của tỉnh, rồi huyện, rồi xã tập trung về đây để cho hộ chính sách và hộ nghèo được hưởng một mùa xuân tươi đẹp, thì tôi thấy đó là cái cảm nghĩ của tôi rất là sung sướng. Còn những tiếp tục những năm sau đó thì cũng xin lãnh đạo cấp trên để quan tâm hơn nữa đối với cái xã Tân Phước Hưng mà được mới chia ra đó. Rồi kể cả là đường xá rồi điện đài nó chưa có thì mong lãnh đạo trên có quan tâm để cho cái Tết năm tới nó vui vẻ hơn. Những phần quà thấm đượm nghĩa tình được trực tiếp trao đến tay người dân nghèo và gia đình chính sách. Đây là việc làm đã trở thành truyền thống của Hậu Giang. Nghĩa cử ân cần, sự quan tâm chu đáo khi cái Tết đang cận kề càng giúp cho người nghèo có thêm động lực để vươn lên, để cái Tết năm sau được sung túc hơn và quan trọng là để không phụ lòng mong mỏi của lãnh đạo các cấp.
Tết đến với tình cảm, trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh, tôi thân ái gửi đến các gia đình chính sách, người có công, các thương binh, gia đình liệt sĩ, quý mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng nói chung và cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Một năm mới thật sự vui vẻ, thật sự hạnh phúc, làm ăn phát đạt cùng với Đảng bộ, chính quyền nhân dân Hậu Giang xây dựng tỉnh Hậu Giang giàu đẹp, văn minh, phồn vinh. Tết Bính Thân này, Trung ương hỗ trợ 400.000 đồng, địa phương hỗ trợ thêm 200.000 đồng cho người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945. Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Trung ương hỗ trợ 200.000 đồng, địa phương hỗ trợ thêm 150.000 đồng, gồm các đối tượng thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống, người thờ cúng liệt sĩ. Còn mẹ Việt Nam anh hùng Từ Trần, cán bộ lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo trợ xã hội, cán bộ hưu trí, hộ nghèo, cán bộ công chức viên chức thì được nhận 350.000 đồng. Cái nổi bật mà của năm nay so với những Tết của năm rồi, đó là cái mức quà của ngân sách tỉnh có tăng lên, có tăng thêm. Đây là một cái điều mà rất là nỗ lực, một cái điều nỗ lực rất là lớn của tỉnh Hậu Giang, đảm bảo là không để một gia đình nào vì không có tiền mà không được ăn Tết. Đối tượng hộ nghèo và gia đình chính sách luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm. Không chỉ trong dịp Tết đến xuân về mà từ khi chia tách tỉnh đến nay, việc quan tâm chăm lo cho các đối tượng này được các ngành các cấp xem là trách nhiệm thường xuyên của mình. Nó đã trở thành một truyền thống tốt đẹp. Để rồi, mỗi dịp xuân đến, người dân lại có dịp hân hoan đón những người lãnh đạo tỉnh cùng vui Tết, mở lòng sẻ chia những khó khăn, vui buồn và cùng thắt chặt thêm nghĩa đảng, tình dân. Chuyên đề Đảng vì dân, dân theo đảng kỳ này xin được kết thúc. Chúc quý khán giả năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.